Các bạn thân mến, dịch cúm do virus corona chủng mới đang gây lo sợ trên toàn cầu. Tuy nhiên, nó không phải là loại virus nguy hiểm nhất mà con người từng biết. Còn có những loại virus cũng đáng sợ, thậm chí là nguy hiểm gấp nhiều lần loại virus đang gây nên dịch cúm Vũ Hán. Số 1, Marburg virus. Cho tới thời điểm này, loại virus nguy hiểm nhất chính là virus Marburg. Loại virus này là một siêu vi khuẩn sốt xuất huyết. Sau khi xâm nhập vào cơ thể, virus sẽ gây cho người bệnh chứng sốt xuất huyết nặng, co giật và chảy máu các màng nhầy, da và cơ quan nội tạng, với tỷ lệ tử vong từ 50 đến 100% chỉ sau 8 đến 10 ngày. Theo thống kê liên quan đến loại virus này, cứ 10 người mắc bệnh thì có 9 người tử vong. Hiện tại, chưa có một loại thuốc nào dành cho bệnh gây ra bởi virus Marburg. Số 2, virus Ebola, kẻ sát nhân không thuốc chữa. Đây là loài virus đã gieo rắc cái chết và nỗi sợ hãi lên lục địa đen trong những năm đầu thế kỷ 21. Trên thế giới hiện có 5 chủng virus Ebola, với mỗi chủng được đặt tên theo các quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Phi. Trong đó, virus Ebola Zaire là loại nguy hiểm nhất, với khả năng gây tử vong lên tới 90%. Virus Ebola có thể gây suy yếu hệ miễn dịch chỉ trong vài ngày, khiến người bệnh nôn mửa, tiêu chảy, ho, sốt và nhanh chóng dẫn đến tử vong. Các nhà khoa học đã điều tra thấy rằng loại virus này có sức sống vô cùng mãnh liệt, không giống như hầu hết các tác nhân gây bệnh khác sẽ chết khi chủ thể không còn hay chỉ tồn tại được một thời gian ngắn. Virus Ebola vẫn sống cho dù người bệnh đã tử vong. Số 3, cúm gia cầm. Tỷ lệ tử vong nếu nhiễm phải các chủng cúm gia cầm ở người lên đến 70% và số người đã chết vì nó lên đến gần 300.000 người. Vì vậy, đó là nỗi sợ hãi mỗi khi được nhắc đến. Tuy nhiên, trong thực tế, nguy cơ nhiễm chủng H5N1, một trong những chủng cúm gà được biết đến nhiều nhất, tương đối thấp. Bạn chỉ có thể mắc bệnh khi tiếp xúc trực tiếp với gia cầm và các loài chim hoang dã. Đó cũng là nguyên nhân hầu hết các ca nhiễm cúm gia cầm xuất hiện ở châu Á, nơi người dân thường xuyên sống gần gũi với đàn gia cầm của mình. Số 4. Virus viêm gan. Virus viêm gan cướp đi mạng sống của hơn 1 triệu người mỗi năm, trong đó gây ra chủ yếu bởi virus viêm gan siêu vi B. Virus này tấn công lá gan, dẫn đến ung thư gan hoặc bệnh xơ gan. Dù virus viêm gan C không được đánh giá nguy hiểm như viêm gan B, nhưng mỗi năm nó cũng gây ra khoảng 350.000 cái chết. Số 5. Virus HIV. Ngày nay, toàn thế giới có khoảng 40 triệu người đang sống chung với virus HIV. Chỉ có khoảng một nửa trong số đó có điều kiện sử dụng các loại thuốc chữa trị cần thiết. Vậy nên số lượng người chết bởi virus HIV vẫn là một con số khủng khiếp. Theo ước tính, mỗi năm có khoảng 2 triệu người chết vì virus HIV và trong hơn 30 năm qua, virus này đã cướp đi hơn 25 triệu mạng sống. Số 6. Virus cúm A. Mỗi năm, có đến khoảng 500.000 người chết vì cúm A tính trên toàn thế giới. Đại dịch cúm chết chóc nhất trong lịch sử được biết đến chính là đại dịch cúm Tây Ban Nha xảy ra vào đầu thế kỷ 20, đã cướp đi mạng sống của 50 đến 100 triệu người, chiếm từ 3 đến 5% dân số thế giới lúc bấy giờ. Đại dịch cúm Tây Ban Nha được mô tả là một trong những đại dịch khủng khiếp nhất của nhân loại. Qua những thông tin trên, có thể thấy con người đã và vẫn đang sống cùng và đấu tranh với các loại virus, bệnh dịch nguy hiểm, trong đó có virus corona chủng mới. Hãy cùng chung tay để lùi dịch bệnh bằng cách giữ vệ sinh cho bản thân và người thân, tạo thói quen sinh hoạt lành mạnh để tăng sức đề kháng trước virus và nhớ bấm subscribe kênh để thường xuyên theo dõi diễn biến của dịch bệnh cũng như các thông tin hữu ích về sức khỏe và đời sống. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.